Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, Vân Anh đang có mặt tại Hiệp hội Người Việt để cùng chung vui với nhóm văn nghệ thương ca kỷ niệm 5 năm thành lập và sinh hoạt của nhóm văn nghệ thương ca tại San Diego. Và sau đây xin mời quý vị cùng với Vân Anh tham dự buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm văn nghệ thương ca San Diego. Trước hết là chúng tôi cũng xin cảm ơn tất cả các chị, các anh thân hữu đã đến đây từ đầu cái nhóm chương trình của chúng tôi cho đến nay. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Trước hết thì chúng tôi cũng xin thông báo thành lập nhóm văn nghệ thương ca của chúng tôi lúc đầu chỉ là một nhóm có cái niềm đam mê văn nghệ. Chúng tôi tập hợp lại và chúng tôi xây dựng lên, nó là gia đình thương ca. Và trong nhóm văn nghệ thương ca của chúng tôi thì ban điều hành chúng tôi gồm có anh Nguyên Phan. Xin mời anh Nguyên Phan đứng lên. Anh Nguyên Phan là cố vấn về văn nghệ. Quang Minh, Quang Minh đâu rồi? Quang Minh thì lo về sắp xếp chương trình và xây dựng những tiết mục cho nhóm. Anh Lê Hùng Minh trong ban tiếp tân và là ngoại vụ. Còn một người rất là quan trọng trong nhóm của chúng tôi đó là Vân Tùng. Những hình ảnh mà anh Vân Tùng đến chụp rồi post ra và là tiếng nói chánh thức của chúng tôi. Chúng tôi dùng cái chữ nó cũng hơi cao một chút xíu là phát ngôn viên cho nhóm thương ca. Thì tất cả mọi sinh hoạt đều là anh Vân Tùng có bổn phận phải trả lời nếu ai muốn thắc mắc hoặc ai có cái gì hỏi. Làng tôi có cái đa cao ngất từng xanh, có sông sâu lờ lử vờn quanh, êm xuôi về nam. Làng tôi có mái trên sáng sắc kề nhau, bên mấy hàng câu đồng quê mơ màng. Mẹ già như chuối dính cây, gió lại mẹ rừng, con phải mổ khách. Xin cảm ơn cô Vân Anh và quý vị ở trong VNTV đã có nhảy đến nhân ngày kỷ niệm thành lập 5 năm của nhóm thương ca. Chúng tôi là một nhóm văn nghệ thuần túy thì đem lại tiếng giọng ca tiếng hát đến cho mọi người trong cộng đồng. Và hôm nay rất là hân hạnh được đón tiếp quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Trong cương vị của trong ban điều hành thì tôi đã có mặt ngay từ đầu khi thành lập nhóm thương ca, và suốt trong thời gian này thì chúng tôi đã hoạt động rất tích cực, muốn đem lại cái tiếng hát cái lời ca cho mọi người tìm một chỗ như một cái bóng mát văn nghệ mà để thư giãn sau những giờ làm việc cực nhọc. Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai, hiu hắt tiếng ba mẹ vui vì nồi cơm ngủ đầy. Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi để cho cô con gái không buồn vì gió.
Tông, thành viên của nhóm văn nghệ Thương Ca. Tôi xin chào cô Vân Anh, chào đài VNTV. Hôm nay rất là hân hạnh được tiếp quý vị. Chúng tôi là trong cái ban này là chúng tôi tổ chức những anh chị em yêu thích ca hát đến đây để mỗi một tháng một lần để chung với nhau xây dựng một cái chương trình văn nghệ trong khu vực San Diego. Chúng tôi thì chỉ mong muốn rằng là đem lại những sự vui vẻ cho các quý vị thường thường ở đây là cao niên. Thành ra vấn đề cộng đồng thì chúng tôi được sinh hoạt một thành viên của cộng đồng, chúng tôi cũng rất là vui mừng. Nhất là chúng tôi rất là yêu mến cái chương trình của VNTV trực tiếp vào những cái sinh hoạt của cộng đồng. Chúng tôi tham tổ chức được hôm nay là đúng là 5 năm, mà tôi thì tham gia từ đầu. Tôi chỉ có bấy nhiêu lời để mà trình bày với quý vị khán giả đang theo dõi đài. Nơi xa sông Tiền, tôi xây nền quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương, nơi chốn xưa có người mẹ hiền. Tóc màu hoa bạc, chiều mát ngân lệ đi con. Ra Nhật Hạnh thì cũng gia nhập nhóm Thương Ca này cũng gần 4 năm. Thì mỗi lần sinh hoạt mỗi tháng một lần, và để chuẩn bị cho cái mỗi lần mà gặp mặt thì mình cũng chuẩn bị những bài hát vui để gặp lại bạn bè mà hát cho nhau nghe. Thì sinh hoạt rất là lành mạnh, giống như một cái gia đình nhỏ. Mỗi tháng gặp nhau một lần, vừa ca hát, ăn uống, đàm đạo, chuyện trò với nhau và hát cho nhau nghe. Dạ, vậy thôi, vui lắm. Để ủng hộ tinh thần tất cả các thành viên của hội đã có tinh thần đến đây để mà giúp phu cho tất cả mọi người để nghe họ hát.
điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là họ rất là thân thiện, cho nên tôi rất thích cái nhóm thương ca này. Ngày vui trên hoa, chốn đô thành rực rỡ hồn hoa. Còn đây bóng ai, thân heo gầy oằn gánh trên vai. Ôm con trong vòng tay, mẹ quên hết bao nhiêu mỏi mệt. Với đôi cánh hoang dâm nuôi lớn đời tôi từng ngày. Khắc ghi mãi đau tim không phút nào quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đời.